Tôi tên là Lê Ngu Binh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Tôi là người chịu trách nhiệm chính tổ chức cuộc điều tra VARHS từ năm 2002 đến nay. Nếu mà người dân không có niềm tin, người dân không hiểu được mục đích của cái đợt khảo sát thì chắc chắn họ sẽ không thể giúp cho chúng ta làm tốt dự án được. Để tôi nghĩ rằng mà để mà tổ chức một những cái cuộc điều tra như VARHS thì cái quan trọng nhất là chúng ta cái công tác mà vận động người dân để họ hiểu rõ được cái mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra là cái vấn đề quan trọng nhất. Việc thứ hai, các cấp các ngành thì chúng ta cũng phải rất là khách quan, rất trung thực để chúng ta đứng ra tổ chức cái cuộc điều tra làm thế nào mà để cho nó thật tốt. Việc thứ ba nữa là nó cũng cần một cái kiến thức chuyên môn nhất định để chúng ta có thể là thông kết nối cái dữ liệu giữa các năm với nhau. Ví dụ như đối với chúng tôi thì tất cả các thông tin, bất cứ tất cả các thông tin trong phiếu hỏi, nếu có vấn đề gì thì chúng tôi buộc phải liên hệ lại người dân đấy hoặc là chính quyền địa phương cơ sở để chúng tôi phải check lại, kiểm tra lại thông tin. Cái tạo dựng mối quan hệ kể cả người dân cũng như là cái hệ thống chính quyền địa phương thì theo tôi rất là quan trọng. Bởi vì tức ngay cả không phải người dân mà phải hiểu cái mục đích ý nghĩa, mà kênh chính quyền địa phương, nhất là cấp cơ sở, cũng phải họ hiểu được cái ý nghĩa của cuộc điều tra chúng ta. Lý do rằng nếu mà họ không hiểu được ý nghĩa, họ có thể họ sợ chúng ta rằng là nó đi vào nó lộ những cái điểm tối ngay ở trong những cái hộ dân thuộc địa bàn của họ, thì họ sẽ cũng sẽ tìm cách để mà làm lạc lệch lạc cái cuộc điều tra của chúng ta. Cho nên là về phía chúng tôi thì là chúng tôi làm thế nào mà để cho họ phải thật sự là rất là hiểu, và thứ hai là họ biết rằng các cái hoạt động của chúng ta mang lại lợi ích cho đất nước và nó là những cái mà nó mang tính đại diện. Thì chúng tôi nghĩ rằng là về phía trong cái ngành dọc của ngành lao động thì chúng tôi thường xuyên và trong tất cả các vấn đề tác nghiệp thì bao giờ chúng tôi cũng phải là tạo những cái niềm tin đối với trong cái hệ thống của chúng tôi.